Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp để được xem một căn nhà một trệt một lửng một lầu, hai phòng ngủ lớn, hai vệ sinh, sân thượng, diện tích 4m1 x 8m1, sổ hồng riêng, hẻm 3m, tọa lạc tại đường số 2, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Giá chỉ có 3 tỷ mốt mà thôi, còn bớt lọc. Nhà có hướng đông và khu trường Phan Chu Trinh, Phan Tây Hồ, thuộc phường 16, nằm ở trung tâm giữa quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà gia chủ ở đang ở nhưng mà sang sáng xinh, và cũng là cầu ban công kính cường lực cũng như là những cái trang trí nội thất khá là ok. Dù cầu thang là làm tây vịn theo kiểu lúc trước nhưng mà cầu thang đúc chắc chắn. Hẻm 3m an ninh, nhà còn có sân thượng nữa, bởi vì kết cấu một trệt một lửng một lầu, tọa lạc tại phường 16, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tưởng cũng nên mô tả thêm cho anh chị ở ngoài quận biết là cái đoạn giữa khu trường Phan Chu Trinh, Phan Tây Hồ giữa của phường 16 là nó tọa lạc giữa góc 4 con đường Thống Nhất, Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ và cây Trâm. Đi ra các hướng đó đều được. Nhà đây, sân thượng và ban công đúc mái ngói như hình. Nhà rộng rãi với bề ngang 4m1 cho nên là nhà rất là rộng, và sổ hồng riêng. Nhà hướng chính đông, hẻm rất là rộng rãi, và sổ hồng riêng là diện tích công nhận 26m2 trên sổ, nhưng mà thực tế đất đang sử dụng là 33m2 và trệt lửng lầu. Đây, hẻm trước nhà gần 3m, sạch đẹp, không ngập nước. Khu trường Phan Chu Trinh đây quý vị. Ngoài ra quý vị cũng tham khảo thêm những căn nhà 3 tỷ mốt mà Bất Động Sản Vũ Phát đang bán. Đây là căn 3 tỷ mốt khu công viên Làng Hoa, diện tích 4x9, sổ hồng riêng, diện tích công nhận 30m2, trệt lầu 2 phòng ngủ 2 vệ sinh, giá chủ đang rao 3 tỷ mốt, cách Lê Văn Thọ 50m mà thôi, tọa lạc tại đường Lê Văn Thọ, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn tiếp theo 3 tỷ 05, 3x8, cùng sổ hồng riêng, full nội thất, khu nhà văn hóa Gò Vấp, giá 3 tỷ 05. Nhà full nội thất nha anh chị, đẹp, chị xách vali và đỡ. Tiếp theo cũng căn full nội thất 3 tỷ 05, diện tích 4x7, trệt lửng lầu, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Nhà nội thất sang xịn mịn, tọa lạc tại khu VIP nhà thờ Hạnh Thông Tây, Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo căn 3 tỷ mốt tọa lạc tại Phan Huy Ích, phường 12, Gò Vấp, 4x8m5, giá ta 3 tỷ mốt. Nhà trống sạch đẹp, trang trí một vài nội thất cơ bản, ví dụ như salon, kệ tủ. Nhà này 3 tỷ 06, 3m3x9, hướng Tây Nam, tọa lạc tại khu trung tâm văn hóa mới Gò Vấp, nhà cũ tiện xây mới. Nhà này 3 tỷ mốt, rẻ đẹp Lê Đức Thọ, đường số 5, nhà 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, giá 3 tỷ mốt thương lượng. Nhà khu chung cư Gia Phát và gần chợ An Nhơn, Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo căn nhà 3 tỷ mốt cũng ở Lê Đức Thọ, 3m3x11m5, có giá tốt cho kinh doanh. Nhà này chính chủ còn đang ở. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh Bán Nhà Gò Vấp để Bất Động Sản Vũ Phát sẽ cung cấp cho quý vị thêm nhiều căn nhà khác trong danh sách phát nhà dưới 3 tỷ rưỡi. Xin cảm ơn và thân ái chào tạm biệt quý vị.